Theo thông tin từ Wall Street Journal, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện tại đang tiến hành cắt giảm số lượng nhân viên đáng kể. Trong những tuần gần đây, hơn 1.000 nhân viên của Binance đã bị sa thải, tương đương khoảng 1/3 tổng số nhân viên trước khi diễn ra đợt cắt giảm này. Điều này ảnh hưởng chủ yếu đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Các đợt sa thải đã diễn ra trên toàn cầu, nhưng quy mô chính xác chưa được công bố. Một phát ngôn viên của Binance đã xác nhận việc sa thải nhân sự gần đây, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng nhân viên bị mất việc. Công ty cho biết đây là một phần trong quá trình đánh giá lại đội ngũ nhân sự để đảm bảo tính linh hoạt và năng động của công ty. Binance đang đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý tại Mỹ trong chiến dịch kiểm soát ngành tiền điện tử.